Bác ạ. Phòng bệnh tốt thật đấy. Nam lo liệu cho cháu đúng không? Dạ. Bác cũng đã nói với Nam, nếu có thể giúp đỡ được gì cháu về vật chất thì nên cố gắng hết sức. An à, dù sao chúng ta cũng đã từng có quá khứ rất thân thiết với nhau. Bác đã từng rất yêu quý cháu. Cho dù trong quá khứ có chuyện gì xảy ra, bác vẫn luôn mong cháu có một cuộc sống tốt đẹp. Vâng. An này, về phần cháu, cháu vẫn mong Nam nó có hạnh phúc đúng không? Cháu thực sự luôn hy vọng bác và anh Nam sẽ gặp thật nhiều điều may mắn. Bác cũng nghĩ vậy. Vì thế cháu đã chạy đến để đỡ nhát dao cho Nam, đúng như vậy không? Bác Phương, cháu đang không hiểu bác muốn nói gì. An ạ, cháu có hiểu rằng cho dù có cố gắng hết sức, chúng ta cũng không thể nào thay đổi được quá khứ. Thậm chí kể cả hiện tại cũng như vậy. Nam đã đính hôn với Châu rồi. Điều đó cháu quá biết, đúng không? Cháu đừng để Nam phải đứng ở giữa. Trước mẹ và cháu, Nam phải đứng trước Châu nữa. Đừng biến Nam trở thành một người đàn ông không đàng hoàng, cháu ạ. À.